Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mây Xanh. Mây Xanh xin cảm ơn cô chú và anh chị em đã đến đông đủ ngày tặng Sion và giúp ghép cây để cho mọi người có thêm những giống cây ăn trái ngon trong vườn nhà của mình. Mây Xanh xin cảm ơn anh chị em ở gần và xa đã đến giúp trong ngày hôm nay để cho ngày tặng quà được diễn ra thành công, luôn luôn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Mây Xanh xin cảm ơn cà phê Bonjour đã đem đến những ly cà phê thật thơm ngon cho mọi người. Và Mây Xanh xin cảm ơn cô chú và anh chị em đã tặng những phần quà đầy yêu thương cũng như thức ăn và bánh ngọt. Cuối cùng, Mây Xanh xin mến chúc cho tất cả mọi người ngày ngày tháng tháng được vàng sự lành và bình an trong cuộc sống. Chào mấy cô mấy chú. Dạ chào mấy cô mấy chú. Dạ chào. Kính gì vậy? Dạ. Tên gì? Dạ em, dạ Mây Xanh. Anh gì đẹp? Anh khích gì? Khỏe không? Dạ. Có ngày lo cho mọi người hoài. Dạ em chào vui. Hai cưng. Chào 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 anh. Đây một cái like quá trời dài luôn. Dạ chào chào cô, chào chú. Dạ chào anh, chào chị. Dạ xin chào, chào. Chào chào. Dạ chào. Dạ chào. Dạ chào chị, dạ chào. Dạ chú, chào cô. Dạ chào chú. Chào cô. Dạ chào anh chị, đông quá bên này đông quá. Em tưởng được chưa tới mà tới đông quá chừng. Dạ chào, chào chú. Anh bạn tôi anh tới anh coi cô Mây Xanh rồi đó. À dạ cảm ơn. Coi YouTube quá. Dạ dạ cảm ơn mấy chú. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn chị. Hello Mây Xanh. Ủa? Ủa trời. Phải không anh? Khỏe Mây Xanh. Dạ 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 cảm ơn. Có, nhưng mà có số chưa? Số thì mới được lấy đâu. Đâu thì mở hỏi số là biết không có rồi. Ờ vậy là chắc không có rồi đó. Vậy hả? Chết cha được coi thử coi. Sao bà con mình chứ? Có chứ, có xin có rồi. Có xin nhưng mà nhiều khi cho cái confirmation number lại mới coi mấy dạ dạ anh ok ok hướng dẫn giùm chị giùm em. Dạ chào, chào, dạ xin chào. Không có kiến. Dạ chào chị. Xin chào anh chị nha. Dạ. Nếu anh chị mà đăng ký vừa là bán cầu và vừa ship tất cả hai ấy thì mình đứng đây phải xong khi mà tới lấy bán cầu xong mình sẽ ghé qua bên bán ship ấy lấy cái bên ship truyền. Và những anh chị là mà lấy ship truyền riêng không ấy, không mà không có bán cầu hả? Thì những cái đó đi qua bên này em gái lấy sớm về sớm. Đi sớm về sớm. À hả? Đấy là cuối giờ thôi. Cuối giờ cứ giờ đi nhiệt coi. Cái nó trên. Dạ. Về xe Sion của Việt Nam Lai. Việt Nam Lai. Ồ đây đây đây. Wow, bữa nay có Việt Nam Lai luôn rồi. mình có nhưng mà không có được lấy luôn. Dạ không được lấy. Và mình phải đợi cho hết. Người mấy cái số mà người ta xin hết, nếu mà không ai tới lấy á thì cô có thể cô tế cô cam quýt cũng vậy nè. Dạ cam quýt cũng vậy luôn. Cô dạ. Cam quýt là mấy nào không? Dạ. Đi trước hả? Đi lên lãnh trước thì sao? Cam quýt thì đi cái lai bên đây nè chú. Dạ. À. Dạ, chú lên đến cái lai đó đó cam quýt đó mình đi cái lai đó cho mình lên. Dạ. Ok. Dạ dạ cảm ơn. Rồi cô lấy măng cầu xong rồi cô đem cô nhờ mấy anh trên đó ghép. Hôm nay có rất là nhiều chắc anh giúp ghép. Không có phải không? Có hả? Có người ghép chứ. Chị Xanh ơi, chị Xanh giúp dạ. Anh này để có gì lần sau. Tại vì lúc mà anh bỏ vô comment á, dạ. Thì khi mà anh đánh xong anh send cho chị đó, dạ. Thì nó trong đó nó để là comment off. Thì không biết là lý do tôi. Bữa hôm chị là deadline là 8 giờ đúng không? Dạ, dạ đúng thì rồi. Thì khoảng 4-5 giờ anh đúng gửi rồi, không được. Có nhiều người gửi không được đó. Thì không biết lý do gì. Em cái đó em cũng không biết làm sao. Em biết YouTube nó tính làm sao. Nhiều khi tụi em comment vô cũng không được. Nó có nhiều cái comment nó bị mất luôn. Không à, dạ lúc được lúc không nó gì đó. Cảm ơn. Dạ. Rồi, dạ. Quá tốt đi. Dạ 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 cảm ơn chị. Rồi, chị Mây Xanh nhớ dạ. Ông tóc bạc đó. Dạ chú đợi đến dạ. Gần xong đi. Chú qua bên đây này chú đợi đi ha. Hoặc là chú hỏi chú kiếm cái ghế chú ngồi, chú vô xe chú ngồi đi. Bên đây thì khi mình người ta phát xong rồi đó thì còn lại thì con kêu chú cái tới. Chỗ nào đứng đó hả? Bên đây nè chú, like bên đây. Nhưng mà hỏi chú không có số thì chú không có cần get like. Chú get like mệt lắm. Chú chỗ kiếm chỗ nào chú ngồi nghỉ cho khỏe đi. Cho anh hỏi chắc là anh xin lâu từ đầu á nhưng mà không thấy reply là chắc không được rồi. Dạ không có số là không được. Bây giờ phải đợi cuối giờ. Ok thank you. Dạ dạ dạ.
Dạ. Cho hỏi bởi vì ở trong Facebook á mình có xin đăng ký xin á rồi mình không có số rồi làm sao? Facebook hả? Ừ. Với vậy mình thấy trên đó cái mình chỉ tên YouTube trên YouTube thôi anh ơi, chứ Facebook không có. Dạ. Làm sao? Cô My sai. Chào cô đại này có tới không? Dạ có. Cô đại dạ có. Mà không thấy tại vì muốn dạ. Nghe là chắc dạ, chưa có số rồi đó nha. Có số rồi phải không? Rồi. Biết phải không nữa. Với lại anh Khanh nè. Dạ dạ cảm ơn cô. Nè. Dạ chào chào chào. Dạ chào mấy chị. Dạ chào chị. Dạ dạ. Đủ cho mấy chị không? Em không biết bây giờ thì cứ đợi chị người có nào số, có số. Có số rồi. Chị 134. Dạ không có số là sẽ có. Em biết sao không? Dạ. Hồi sáng đi từ 9 giờ. Cái GPS nó cứ chỉ vòng vòng trong kia à, vậy đó cứ vòng vòng trong góc kia miết xong nó ủa xong thấy có người Việt nào chứ đậu xe trong đó đi vòng vòng đẻ dạ dạ hai chị Mỹ Sanh nó dạ. Bắn cầu hả chị rồi gặp kinh hai cái chị dạ bắn cầu bắn cầu rồi bắn cầu cho Mỹ cũng có em dạ có hả nhớ 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 cảm ơn cưng quýt với bưởi da xanh like bên đây nghe bưởi da xanh bên đây nô no, bây dạ. Giờ có số mà em bưởi da xanh nữa có đứng like đây không không đợi cuối còn nhiều cô chú nữa. Dạ dạ chào chào xin chào dạ khỏe phải không à chị Mây Khanh dạ, không mấy chị Mây Khanh hả à? Dạ dạ hai ơi dạ bữa có nghe chị gì dạ có số rồi thì sao đứng 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 đợi đợi giúp lại giờ đi ngược trở lên đông quá trời đông rồi. Dạ mắng cầu dạ dạ bên đây cao bưởi hai anh hai chị đây là cà phê quý cà phê chị đâu có luôn giữa cà phê mấy sen mấy sen hai 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 có cà phê cái này á là uống cà phê tại đây nhưng mà em cắt cái bịch riêng cho chị nữa vậy hả dạ. Rồi rồi cảm ơn luôn dạ. Nhưng mà chị thử cà phê trứng đi cà phê dạ. Trứng hả cà phê trứng okay. Đặc biệt hơn đẹp quá vậy đây chị Mỹ đây mới nãy mấy chị nào hỏi chị Mỹ đó. Đây 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 nghe nói không cây giỏi ai đẹp dữ vậy chị Mỹ đang nói chuyện với mấy chị để cho chỉ làm nó có được dạ được nếu mà có cây cứ đem tới dạ có này có cây theo dạ dạ chứ mình cứ lấy măng cầu xong đi rồi bắt đầu mình lấy cây mình vô mình nhờ mấy ông chị ghép giùm dạ dạ không ngờ nhiều vậy luôn á đợi nha dạ bữa nghe mấy thằng nói có mấy cái xếp để mà dạ bán mấy cái đồ dụng cụ để dao hay là cái gì ba cái đó chị phải qua vườn Magnolia ở bên hả? Đó có bán dạ dạ có hỏi rồi không có cọ chấm bông không có à, cọ chấm bông có đâu mình lấy cọ make up của mình làm ồ vậy hả chứ mà còn dạ. cái dao để mình cái dao mà cây bên... để mà mình tháp vô đó như cái cây mà dao bán bé cái dao chung hôm đi bố bắn nhiều ồ vậy dạ 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 cảm ơn xin chụp giá dạ cảm ơn cũng mới thành cho mình. Dạ. Ở bên Mắc Noa giờ nay có mở cửa không? Ngày nào cũng mở hết. Dạ. Đi chạy qua nó mua. Dạ. Sợi dây của phim. Dạ. Có ở bản có. Chúng ta phải chưa? Ở bên đó có thấy không? Dạ, bên đó có. Hai anh chứ. Anh Linh không biết em dạ. Đâu. Dạ. Hỏi ủa họ chị Đài đâu? Gần người họ chị Mỹ đâu? Đây nè. Dạ dạ dạ. Dạ bên đó là quýt rồi bên đây măng cầu nè à ghép măng cầu ghép quýt anh ghép ghép được măng cầu anh dạ bây giờ tiếp 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 đi ồ ok dạ, dạ. Bây giờ đòn sao mình ghép cho người ta anh Linh ơi mình giúp mình giúp ồ sai rồi ta có chưa dạ để em coi à. Dạ không phải hết tại vì nó random cô không có rồi ai tới trước ghép rồi đây đây là cái hàng ghép nó hàng đây là hàng lấy cây nha
thấy bà chị hoài luôn, nhìn chưa? Dạ, cảm ơn anh. Mình không có đăng ký. Mình không có đăng ký cái này, mình muốn xin nhưng mình không có đăng ký thì mình lần sau, lần sau còn không đợi cuối giờ. Dạ, yeah, đợi cuối giờ. Dạ. Hồi sáng thấy dục ghép tới đây chảy, người ta lấy muốn xin Lisa ra đẹp gì đâu, cái sai anh đâu tới đây chảy là không biết. Có chị Mỹ chứ đứng ngay đó. Không, chị Mỹ. Chị Mỹ ở vậy em dắt chị Mỹ đi vòng vòng. Ồ vậy hả? Dạ. Chị tới sớm lâu lắm, hồi 9 giờ mấy. Mấy anh với mấy chị á, ai mà có muốn biết về trồng cây ăn trái trong chậu, hôm nay có chị Đài tới nha. Rồi dạ. 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 Dạ mấy chị muốn không muốn có thắc mắc gì thì chị Đài chia sẻ ha. Dạ. Dạ em trẻ. Đây chị Mỹ đây, chị Mỹ, chị Đài. Đây chị Đài nè. Sao mấy này mà đẹp quá vậy? Đẹp quá. Em nhìn ba bà tám. Dạ dạ. Ba bà tám. Dạ. Đó là tám nữa. Đi quay vòng vòng. Dạ dạ. Cái like bên đây thì quýt bưởi. Mình có số rồi, có phần xếp hàng không? Hôm nay này có, dạ, số có sẵn rồi á. Dạ phải xếp hàng. Hàng nào đi, hàng nào? Tốt dưới đây. Dạ phải hai chị, dạ khỏe. Hai. Mặt đẹp. Dạ, đây là mấy cô lấy đến lấy bưởi. Nhận dạ, bưởi. Dạ. Nhớ không chị là người hai cây bưởi mà không ra trái. Dạ. Chị có bao nhiêu chị? Đây, có mát đang ghép bưởi. Cái này cái này biết lên luôn, còn một chút xíu rồi lên cái nồi. Dạ. Còn lại quá rồi. À, dạ. Anh Quang Nguyễn đây. Dạ. Lấy số mấy? Quá trời đồng luôn. Trời, cái mặt ngầu quá vậy. Xong lấy giống rồi đó hả? Ờ. À, dạ. Đồ cô xin một cánh cho nhánh út hai đi, tại giờ cô hâm mộ cái cây đó quá trời đi. Cô ơi, cô phải đợi cô ơi, tại vì bên đây là người ta nhích like nè. Lên cô Nguyên nó nhớ không? Cho con một nhà một khúc thôi. Tại vì bao nhiêu người đứng mà có số hết rồi mà cô cứ có mỗi khúc một thôi, cái út hai á. Con không có mấy lô bình thần đó. Bình thần đó của anh được. Dạ. Dạ dạ cô đợi giùm con hát. Cô đợi trên một cánh út hai thôi. Dạ phải đợi, cô phải đợi xong hết rồi rồi ảnh đưa ra ảnh cho. Thì nó muốn sinh chạy một nhánh một thôi à. Dạ, không dạ. Được, tại vì người ta có số, người ta mình chia ra hết rồi cô ơi. Một nhánh một có phải thôi anh được. Dạ. À, chị quanh cái ly đam mê. Quanh thu cái ly đam mê làm vườn. Dạ. Làm thành với mây xanh. Cô chú chị em nhớ vô ủng hộ kênh anh Thu Cái Ly. Quanh dịch quanh thu. Dạ. Quanh thu, quanh ly đam mê làm vườn. Dạ. Đồng họ ủng hộ giùm cho mình ha, với là mây xanh luôn nha. Cô chú chị em nào mà thích trồng rau. Dạ dạ. Rau màu bí mướt rồi nè, cái nợ thì thích gì cũng được. Giờ ủng hộ subscribe giùm chị nha. Cảm ơn cảm ơn chị nhiều. Chú anh chị. Dạ. Có lấy trong cầu bên đây. Dạ. Bác sĩ Linh. Dạ. Nói này cũng đẹp, ngoài đẹp quá. Dạ cảm ơn chị. Dễ thương. Bác sĩ ngon mà. Ôi, bác sĩ đang bận. Anh biết ngay không? Dạ. Ông đang bận. Vậy em đây đợi nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Kêu anh là chết anh Linh rồi. Chết anh Linh rồi. Chị mở cái hội đi, hội trưởng đi. Ờ không dám đâu. Để em tham gia liền. Giống như người ta bắt Cali ra có cái hội đó chị. À, dạ. Nam Cali cũng có cái hội. Đi sao mày út hai mày sao? Em không biết cái gì nữa chị. Thấy cái trái. Những cái trái cũng giống. Dạ cái trái. Nhà chỉ có một trái. Dạ cái trái cũng giống. Cái này cũng thừa. Bên đó thì Thomas đang ghép bưởi với quýt. Còn cái live bên đây là bác anh đang phát với lại thêm hai anh nữa. Còn bên đó thì bác sĩ Linh đang ghép mãng cầu cho cô chú anh chị em. Cũng rồi.
Đây, Thomas đang giúp. Thomas đang giúp cho cô chú anh chị em ghép cây. Trời, cái gì vậy? Bưởi hả? Bưởi. Bưởi mà. Vô một gì vậy? Ngon lắm. Ờ, gian hàng. Giống mới cho em ăn. Mới này chị. Mời thử. Bây giờ để em. Có, bữa nay em có nấu chìm. Nó thôi bây giờ cô xin cái đó về thôi. Mới cô có số rồi, cô có số nè. 121 lấy được không? Được không? Cô mới đi thì mới đi xe về gãy xương. Là hôm nay cũng quá trời đông luôn. Chị trẻ đẹp. Cảm ơn nhiều, khen trẻ đẹp ta chị. Dạ. Dạ cảm ơn chị nhiều. Dạ. Chị trả lời không cho số nhưng mà cứ tới đi rồi sao chị? Không có số à, thì anh phải đứng đợi cuối giờ đó. Dạ. Rồi thí dụ mà còn dư lại đó thì bác Khanh sẽ chia sẻ cho những người còn tới sau. Dạ dạ. Thì em không, mình chưa có spawn bác em phải giờ đứng chờ. Trời ơi, không phải không trả lời đâu, nhưng mà khi trả lời vô nó bị đá ra hoài à. Chứ không phải mình chạy cái tiếng hồ tới sáng mấy giờ sáng. Trời xa vậy đó hả? Tiếng hồ khác rồi sáng lên 8 giờ. Dạ dạ, trời ơi. Trời quá. À, đi xuống đi chơi, lâu lâu xuống chơi chứ mày xanh. Dạ. Thông báo có cà phê ở trên. Không mang tới được hết cô. Dạ. Cô chú anh chị em nào uống cà phê ở trên có quầy cà phê nha. Có sữa không chị? Dạ. Cô chú anh chị nào uống cà phê ở trên có cà phê nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Cà phê ngon lắm, cà phê trứng. Các bạn lên lấy uống cà phê uống rồi con. Dạ. Hai chị, có uống cà phê không? Lên cà phê. Quầy cà phê ở trên. Một người đứng chích lấy thôi, chị lên lấy đi. Chị uống đi chị. Cô chúc khỏe cô. Khỏe. Thank you chị. Dạ. Bưởi hả? Dạ. Cô chú anh chị em uống cà phê lên trên lấy nha, có cà phê trên ngon lắm. Dạ. Mua bánh pate xôi cho mọi người nè. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Chị đi shop chị. Dạ. Chị shop. Dạ, em lên cho mấy anh chị ăn. Dạ. Mấy anh chị cũng uống cà phê lên trên lấy nha. Cà phê trứng ngon lắm. Cảm ơn. Dạ. Mây xanh tốt quá, mây xanh có lòng quá à. Cảm ơn mây xanh nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cho mấy diễn kiến được á nghe. Dạ. Quá hôn thì coi trên YouTube thôi. Thì trong đó dưới ngoài cũng giống nhau à. Đẹp hơn. Dạ, dạ, cảm ơn mấy anh chị. Mấy anh chị nào có uống cà phê lên trên lấy nha, có quầy cà phê ở trên. Dạ. Dạ. Dạ phục vụ tối đa luôn. Ở ngoài nhìn thấy chị đẹp quá. Dạ cảm ơn anh. Dạ mấy anh chị cái nào uống cà phê lên trên lấy giùm em nha. Dạ có, nhưng mà bây giờ đi lấy cà phê mất like. Mất like sao lấy cà phê. Dạ. Thì cho nó hẹn gặp đúng giờ mà chưa có số là không được hả? Dạ không có số không được, phải đứng đợi. Đợi khi nào cho hết nữa, còn dư lại là anh Khanh mới cho lại những người. Đây, bây giờ tới màn ăn bưởi. Chị Đài. Mỹ Đài hả? Chị Đài. Đài hay Đài? Đài Trang đó. Đài Trang à? Rồi, hình như Đài dạo nên Đài. Đài, sao Đài? Có. Đài đẹp trai. Chị Đài. Còn thông thông là kêu chị Đài cũng được. Chị Đài Hoa Lan. Chị Đài Hoa Lan. Cô ngày hôm nay á, thì anh em tụi mình đã đi phát số Scion để tạo thí niềm vui cho mấy cô chú ha. Dạ. Thì tính đến ngày hôm nay á là anh khá vui và cũng rất là cảm ơn là những cô chú, hầu hết các cô chú mà đến nhận tí quà đó.
là khá là khá là trật tự á. Nhưng mà trong đó là có những cũng có rất là nhiều người mà làm cho anh cái lúc mà mình làm á là hơi khó chịu quá. Nên nếu mà mấy cô chú mà thấy cái lúc mà anh không có được bình tĩnh á, thì cũng ráng hiểu dùm anh là tại vì anh phải giữ trật tự, cho nên nhiều lúc anh phải lớn tiếng ở trong cái đám như vậy để mọi người không bị mất thời giờ. Tại vì mục đích khi mà ở trong cái line đó là để cho mọi người chỉ nhận và rồi đi tiếp, để rồi cái hàng nó được thứ tự, em hiểu không? Chứ không thể nào em tới đây rồi em hỏi anh câu này, em hỏi anh, em không có deserve cái thời gian của tất cả mọi người đấy. Em có thể nói chuyện với anh, nhưng mà khi mà cái chuyện nó được giải quyết rồi em mới làm được chuyện đó, đúng không? Chứ đâu có phải vì một phút em muốn nó không những là lấy đi một phút của anh mà đi lấy một phút của 200 người sau nữa. Đấy, cái đó nó không có được tế nhị. Đấy, với anh có một vài chuyện không vui á, là at least cái phần mà mình phát ra nó có một phần nào trật tự. Còn những cái phần mà để ở ngoài đó, anh hơi ngạc nhiên là chỉ có trong vòng 5 phút mà giống như là chụp dịch quá đó, thì làm anh cũng hơi bực trong người, hơi bức xúc trong người á. Đúng không? Tại vì cộng đồng mình để chia sẻ mà, có cần thiết những cái chuyện mà phải như vậy không, biết không? Em biết không? Không có một cái tâm tình mà nhường nhịn hay là tế nhị gì hết. Đó là ngay trong cộng đồng của mình luôn đó. Nhìn như vậy hả, anh thấy nó phải xài từ là thô bỉ á. Đấy, ngay cả giống như á, anh đem cái đồ đi mà để bưng mía ra đó, chưa kịp nói gì bây giờ đi về lại mất rồi này. Lấy cái đó để làm gì? Đấy, cái đồ anh cần thiết ở trong cái chiếc xe van bây giờ không ấy nữa. Đấy, rồi những người ha, có tất cả là phải là 6-7 người là đi lấy tên, giả mạo tên đó, để rồi lấy cái phần của người khác. Cái đó là hành động ăn cắp. Hàng đã đây là những cái mà để mà cho free mà, có cần thiết phải như vậy không? Đấy, những cái hành động như vậy á hả, ảnh hưởng người mình lắm, đúng không? Bây giờ mình người nước ngoài, người ta nhìn vô như vậy người ta khinh, ảnh hưởng đấy, anh cảm thấy là mình mà bị vô cái tình trạng mình thấy nhục á, thế đó. Dân mình bây giờ mình sống ở bên này mà điều kiện quá nhiều đấy, đâu cần thiết. Cho nên hả, là mình hy vọng hả, là những người như vậy á, nếu như mà lần sau mà thấy mà những cái này không có hẹp với mình á, ở nhà đi, để cho những người ta thích được chia sẻ, người ta tới đó để người ta có tí cái niềm vui, phải không? Mà giống như người mà anh chia sẻ đi nữa, anh cũng không có nhiều cái mà bức rứt trong người á. Mà anh bị bực mình á, thấy không? Chỉ có mình, anh chỉ muốn, anh nói ra nó nặng lời thiệt, nhưng mà anh muốn những người mà có cái tư tưởng đó nghĩ tới mà thay đổi. Đấy. Mình làm để mình share mà mình không có đơn giản vậy, mình cũng không làm được thì mình làm được cái gì? Đấy. Cũng muốn cảm ơn mấy anh bạn đường xa lắm á, từ ở trên San Bernardino chạy xuống tới đây giúp. Nhiều người có lòng như vậy mà, tại sao mình không có tập không có tập được như vậy? Thấy cái đó là thấy chuyện nó hơi buồn đấy. Thì nói chung là ngày hôm nay thì cũng khá là ổn định, thì overall anh thấy được nhiều cô chú vui á, thì lòng mình cũng cảm thấy vui, em hiểu không? Nhưng mà có nhiều cái hành động thì mình cũng muốn nói ra để cho hy vọng là nó đụng đến người mà để gây chút xíu ý thức. Rồi, 1, 2, 3.